Cao Điểm xin giới thiệu thành phẩm phun đôi 40 anh em nha. Đang ráp cho khách luôn, tiền quay giới thiệu cho anh em luôn. Bên Cao Điểm là ráp theo cấu hình của quý khách đề ra nha. Bát nào chép nào tùy theo bát chép nha. Vì rất là nhiều dòng bát chép chứ không phải là một dòng ha. Bát Neso, JCF, Martin, CBL ha. Nói chung mà anh em thích cấu hình nào cứ nói cho Cao Điểm. Cao Điểm đang ráp đây là thành phẩm phun đôi 40 đồng bộ Neso. Bát Neso từ 59-75 chuyên tiếng ca ha. Cái này anh em ráp lên lời nha. Và tép Neso 850 côn dây dẹt ha, nắp nhôm. Phân tần thì phân tần Cao Điểm ráp nhập khẩu luôn ha. Anh em có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp bên Cao Điểm nha. Và xin chào 500 anh em nha. Liên hệ cho Cao Điểm số điện thoại 0904063649. Ván ép là ván ép nhập nha, nhập khẩu ha. Đóng tại xưởng bên Cao Điểm nha. Cái góc xung quanh anh em luôn. Rồi, xin chào 500 anh em. Ở đây là cái lưới nha. Số điện thoại Cao Điểm là 0904063649. Anh em có nhu cầu thì alo trực tiếp nha, 24/24. Nếu mà nhắn Zalo hoặc là Facebook, YouTube không trả lời nha, anh em cần gấp thì alo ha, 24/24. Rồi, xin chào 500 anh em nha.